Hello, xin chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của HBS. Các bạn ơi, hãy nhớ subscribe kênh, like, share các video reaction của mình, giới thiệu cho mọi người rất nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái trải nghiệm rất là mới trong cái cuộc đua Vpop tại Việt Nam, chính là album mới nhất của Vũ, các bạn, của anh Vũ, mang tên là Bảo Tàng Của Nuối Tiếc Full Album Experience. Thì hôm nay mình sẽ cùng mọi người trải nghiệm toàn bộ cái album mới nhất của anh Vũ, Bảo Tàng Của Nuối Tiếc nhé. Let's get it. 1, 2, 3. Bài hát đầu tiên. Nếu những tiếc nuối. Đây có thể là bài hát chủ đề của album này luôn các bạn. Đúng là phong cách nhạc của anh Vũ ha. Rất là vui vui nhẹ nhàng. Có khi nào hai đứa mình hay quá. Cùng chạy trốn trên chuyến xe ngày xưa mà đôi ta khi mới bắt đầu ngày gặp nhau đôi còn có đôi. Hay quá, hay quá. Có khi nào hai đứa mình cùng lang thang và bâng khuâng ngày mưa, dấu chân còn đây đôi mắt này ngày gặp nhau. Wow, còn như xưa. Chạy lyric luôn mọi người. Nếu những tiếc nuối này không còn thì có chăng bây giờ mới có được nhau. Có lẽ chuyện tình đôi chúng mình tình cờ như vô hình từ bao lần gặp gỡ. Nếu những ký ức kia quay về thì chắc anh sẽ buồn. Hay quá, hay quá. Có lẽ phút giây gặp nhau giống như mùa thu đang đợi cơn gió đông sang hôm qua. Đầu tiên mà tình cảm quá mọi người. Có khi nào hai đứa mình cùng lang thang và bâng khuâng ngày mưa, dấu chân còn đây đôi mắt này ngày gặp nhau liệu còn như xưa. Nếu những tiếc nuối này không còn quá chăng bây giờ mình mới có được nhau. Có lẽ chuyện tình đôi chúng mình tình cờ như vô hình từ bao lần gặp gỡ. Nếu những ký ức kia quay về thì chắc anh sẽ buồn vì đôi mắt của em. Có lẽ phút giây gặp nhau giống như mùa thu đang đợi cơn gió đông sang hôm qua. Rich mọi người ơi, lớn nào. Khi gặp em anh như cuộn phim mang hai màu về nỗi đau mà ta đã trải qua, đang nhận ra anh và em chia xa. Quá mọi người. Thì có chẳng bây giờ mình mới có được nhau. Có lẽ chuyện tình đôi chúng mình tình cờ như vô hình từ bao lần gặp gỡ. Nếu những ký ức kia quay về thì chắc anh sẽ buồn. Hay quá, hay quá. Giống như mùa thu đang đợi cơn gió đông sang vụt qua. Đây mình mặc áo tay dài. Đúng là cùng cái vai của bài Nếu Những Tiếc Nuối này mọi người. Nếu Những Tiếc Nuối bài hát mở màn cho album Bảo Tàng Của Nuối Tiếc. Cái concept mà anh Vũ sử dụng cho cái album này đó chính là Vũ sử dụng cái concept là một cái bảo tàng các bạn. Một cái bảo tàng trong đó sẽ chứa những cái hiện vật, đúng không? Thường mà các bạn đi bảo tàng các bạn sẽ có những cái hiện vật tượng trưng cho những cái mốc thời gian lịch sử nào đó, là tượng trưng những cái sự kiện đặc biệt nào đó, đúng không? Thì bài hát mở màn cho cái album mới nhất của anh Vũ này thật sự là nó phải nói là nó rất là da diết mọi người, mà mình thật sự là mình bị thuyết phục bởi cái melody cũng như là cái vòng hòa âm và cái lyric của cái bài hát này của các bạn. Để nghe lại thì thật sự là mình sẽ phải nghe lại bài này rất là nhiều lần, tại vì nó quá hay và nó cái ca từ của nó giống như là nó đi vào trong cái tiềm thức của người nghe rồi mọi người. Có nghĩa là mình cảm nhận là bài hát này là nói về một cái mối tình của một chàng trai yêu đậm xong một cô gái đó. Có khi nào hai đứa mình đó, câu đầu tiên là có khi nào hai đứa mình cùng chạy trốn gì vậy, rồi cùng chạy trốn trên chuyến xe ngày xưa này. Và đôi khi mới bắt đầu ngày gặp nhau đôi còn có đôi, giống như là một cái lời mà tự sự, một cái lời nói gọi là hoài niệm lại những cái giây phút, những cái khoảnh khắc và những cái kỷ niệm mà cả hai đã từng trải qua nhau. Nếu như kia quay về thì chắc anh sẽ buồn vì đôi mắt của em. Có nghĩa là mình cảm giác là cái mối tình đó đã rất là đẹp, nhưng mà đôi khi có những cái có những lúc mà cả hai người tranh cãi với nhau, rồi người con trai làm cho người con gái phải rơi lệ các bạn. Rất là hay luôn, Nếu Những Tiếc Nuối đó, một cái bài hát mà nói về một cái hoài niệm trong tình yêu đó. Nếu mà những cái ký ức kia nó quay về thì anh sẽ rất buồn vì đôi mắt của em đó. Nếu những tiếc nuối này không còn nữa thì mình mới có được nhau, có nghĩa là hai người đã chia tay rồi các bạn. Rất là tình cảm luôn, thật sự, trời ơi, nghe hay hết sức là hay. Mấy bài đầu tiên mà hay vậy, rồi mấy bài sau khúc dưới đây thì ai mà chia cho nói. Có khi nào hai đứa mình rất là nhẹ nhàng cùng chạy trốn trên chuyến xe ngày xưa, mà đôi ta khi mới bắt đầu ngày gặp nhau đôi còn có đôi. Hay quá hả? Có khi nào hai đứa mình cùng lang thang và bâng khuâng ngày mưa, dấu chân còn đây đôi mắt này, ngày gặp nhau liệu còn như xưa. Cái hình ảnh concept đó, chúng ta có để ý là những cái chữ này nó bị mờ các bạn, cái title của bài hát nó bị mờ. Rồi bên đây là những cái photoshoot của anh Vũ trong cái bảo tàng tiếc nuối của anh. Có những cái hiện vật này, hình cô gái rồi ngồi rất là đơn coi lẻ loi, rồi cái hình bị cháy xé nữa các bạn. Là concept rất đẹp ha, có cả thời gian, tên bài hát, số bài hát, số thứ tự bài hát này, artist là ca sĩ thể hiện bài hát là Vũ. Chạy ra riết trên này đúng là một ca sĩ mà đậm chất indie như thế này thì cái phần hình ảnh nó cũng mang cái hơi hướng nhẹ nhàng, sang trọng và hơi hướng nó sâu lắng mọi người, đơn giản đó các bạn. Có mình từ bao lần gặp gỡ, nếu những ký ức kia quay về thì chắc anh sẽ buồn vì đôi mắt của em. Có lẽ phút giây gần nhau giống như mùa thu đang đợi cơn gió đông sang hôm qua. Đóng dùng phát là nghe quá tình cảm luôn mọi người. Bên đây anh Vũ viết những cái lời ca nó giống như là một cái khổ thơ vậy các bạn. Các bạn thấy không, thơ giống như là những cái câu thơ vậy, giống như mình học ở trong sách văn vậy mọi người. Tự sự luôn. Có khi nào hai đứa mình cùng lang thang sáng bâng khuâng ngày mưa, dấu chân còn đây đôi mắt này ngày gặp nhau. Đi phúc mọi người ơi, let's go. Nếu những tiếng nuối này không còn ngày quá chẳng bây giờ mình mới có được nhau. Có lẽ chuyện tình đôi chúng mình tình cờ như vô tình từ bao lần gặp gỡ. Nếu những ký ức kia quay về thì chắc anh sẽ buồn. Đó thì chắc anh sẽ buồn vì đôi mắt của em, đúng không? Có lẽ phút giây gặp nhau giống như mùa thu đang đợi cơn gió đông sang qua. Hay quá, quy một cái đoạn điệp khúc mà nó đúng mình rất là chất lượng và nó đúng là cái phong cách đặc trưng của anh Vũ mọi người. Đây thật sự là một cái album mà có thể sẽ là album của năm, tại vì nó mình mới nghe bài đầu tiên thôi nhưng mình chỉ đoán là có thể thôi, tại vì trong suốt cái album này nè sẽ đã có những bài hát mà mình đã từng reaction trước đây rồi, như là bài những người hứa bỏ quên một cái reaction rồi, bình yên một cái reaction rồi nè, giải thoát xuân thì để chạy nhau. Thì thật sự đây là một cái album rất là chất lượng. Những cái bài hát trước của Vũ mình đã reaction rồi, mình đã nghe qua rồi, mình đã cảm giác được đây sẽ là một cái album mà chất chứa tất cả những cái hoài niệm, tất cả những cái sự buồn bã, tiếc nuối trong tình yêu mà anh Vũ đưa vào trong cái album này. Content rất là đỉnh luôn mọi người, sự rất là đỉnh luôn. Chân còn đây, đôi mắt này ngày gặp nhau liệu còn như xưa. Hay quá mọi người. Nếu những tiếng nuối này không còn thì có chăng bây giờ mình mới có được nhau. Có lẽ chuyện tình đôi chúng mình tình cờ như vô tình từ bao lần gặp gỡ. Nếu những ký ức kia quay về thì chắc anh sẽ buồn vì đôi mắt của em. Sẽ buồn vì đôi mắt của em. Có lẽ phút giây gặp nhau giống như mùa thu đang đợi cơn gió đông sang. Rồi mình giờ làm bridge luôn mọi người ơi. Let's go. Vì những tiếng núi này không còn, nếu những tiếng núi này không còn thì có chẳng bây giờ quá mọi người ơi. Có được nhau, có lẽ chuyện tình đôi chúng mình tình cờ như đôi từ bao lần gặp gỡ. Nếu những ký ức kia quay về thì chẳng anh sẽ buồn. Chính xác luôn. Đôi mắt của em phút giây gặp nhau giống như mùa thu đang đợi cơn gió đông sang qua. Wow. Chữ mờ luôn mọi người, chữ lyric bị mờ luôn mọi người. Nghe bài này mà mình tưởng nó mình đang đứng trong cái con đường đầy lá cây hoa rồi, nhớ lại những cái nơi đó mình đã từng hẹn hò người yêu của mình rồi bị buồn các bạn, trải qua những cái tiếc nuối của mọi người. Ok, mình sẽ đến với bài hát thứ hai mang tên là Mùa Mưa Ấy. Rồi đổi hình này chàng quá đi, ai mà bạn đi làm về mệt á nghe cái album này xong ngủ luôn các bạn, tại vì nghe nó suy quá mọi người. Cũng sẽ đến lúc đôi bờ vai run lên khẽ run ngày tháng tư khi đông tàn, quay lại nơi khi ấy hẹn hò lúc ban đầu, trái tim gặp nhau giờ trái tim quặn đau. còn toàn là bọ lồn, dễ sợ. Wow man, nghe như Vpop từ đầu với mùi hay đấy. Wow, hay vậy. Trời ơi, hay dữ vậy. Hết da gà rồi, hết cái da gà rồi. Trời ơi, hay quá mọi người ơi. Tình cờ mưa đến nhìn em sao xuyên, và mùa mưa ấy trôi qua tình ký ức ngây ngô ngày nào, lần hơi ấm ta trao nhau giây phút đầu, nhiều cơn mưa có khi nào nhớ thương cho đôi mình, và những câu thơ trượt quay gót khi em nhìn thấy mưa đang dần tan. Cái nhạc phim Hàn Quốc như vậy. Giữ cho nhau khoảng trời xanh trong mùa mưa lại ra phải vui. Những đường mưa bao khi hai đứa đang nhớ về cái hôm đầu tiên. À, một bạn Rich đúng vậy. Vì tình cờ nhìn mưa làm nỗi đau buồn đớn. Mưa ấy trôi qua tìm ký ức ngây ngô ngày nào, làm hơi ấm ta trao nhau giây phút đầu, liệu cơn mưa có khi nào nhớ thương cho đôi mình, và những câu thơ chợt quay gót khi em nhìn thấy mưa đang dần tan biến. Quá sắc luôn. Giữ cho nhau khoảng trời xanh trong mùa mưa ấy lẽ ra phải vui. Mùa mưa ấy đáng ra lẽ ra phải vui, nhưng đừng buồn các bạn. Wow, oh my god, hay thật sự mọi người. Sorry mọi người, hay thật sự. Nếu mà ai là fan hâm mộ đích thực của dòng nhạc pop ballad á, thì đây chắc chắn sẽ là cái bài hát mà thật sự là sẽ cực kỳ thuyết phục được những cái gu âm nhạc mà yêu thích cái dòng nhạc pop ballad này mọi người. Bài hay quá. Mùa mưa ấy trôi qua từng ký ức ngây ngô ngày nào, rồi đây lời hơi ấm ta trao nhau giây phút đầu, lượt cơn mưa có khi nào nhớ thương cho đôi mình, xuất sắc luôn. Rồi gì nữa, những câu thơ hay không? Mưa đi hay không? Không ăn quá hay không? Nghe dính gì luôn á sự. Giữ cho nhau khoảng trời xanh trong mùa mưa ấy lẽ ra phải vui, nhưng đừng buồn. Trời ơi, mùa mưa ấy lẽ ra phải vui nhưng là đừng buồn các bạn. Hay xuất sắc của mọi người. Mùa mưa ấy, mùa mưa nào vậy? Mùa mưa nào bây giờ sản sinh ra một cái bài hát ballad mà nó hay như vậy mọi người? Hai bài rồi. Quá bị lụy luôn. Bị lụy cái album Bảo Tàng Của Nuối Tiếc này các bạn. Cách nhau vì đôi bờ vai run lên khẽ run, ngày tháng tư khi đông tàn, ngày tháng tư khi đông tàn, quay lại nơi khi ấy hẹn hò cái melody bài này giống như là nhạc phim Hàn Quốc như vậy, giống như là phim Goblin hay là cái phim gì á mọi người. Nghe như là K-pop hay thật sự. Đó hay không? Bước về trên góc phố quen. Cái câu nhớ ánh mắt của từng cơn mưa nè, ước vai em trên góc phố quen này, mình nghe giống như là nhạc Vpop đời đầu của những anh Đan Trường, những anh Đan Trường. Các bạn không biết là cái nguồn cảm hứng cho Vũ để làm ra được cái bài Mùa mưa ấy là đến từ đâu, nhưng mà mình nghe mình cảm nhận lại cái những cái bài hát nhạc nhạc tình yêu ngày xưa, những cái thời mà đi tìm nó xa, đi về nó xa, mưa phi trường, dòng sông băng, hay là bài gì mà hồi xưa mà mình đã từng nghe khi mình còn nhỏ các bạn, rất là lâu rồi mình cảm giác cái nguồn cảm hứng nó xuất phát từ đó vậy. Vào mùa mưa ấy trôi qua, tình ký ức ngây ngô ngày nào. Hay quá, để phút này quá. Liệu cơn mưa có khi nào nhớ thương cho đôi mình và những câu thơ chợt quay gót khi em nhìn thấy mưa đang dần tan biến. Quá hay mọi người. Giữ cho nào khoảng trời xanh trong mùa mưa ấy lẽ ra phải vui những đợt buồn. Còn để guitar chơi dàn tấu nữa. Hả? Đúng là phớp vào đó. Vì tình cờ mưa đến nhìn em sao xuyên. Why? Và mùa mưa ấy trôi qua, tình ký ức ngây ngô ngày nào. Làn hơi ấm ta trao nhau giây phút đầu. Liệu cơn mưa có khi nào nhớ thương cho đôi mình. Rồi mình nghe được nó một hai lần mình đã hát rồi luôn mọi người, tại vì nó rất là hay mà nó lời nó chậm và cái lời nó rất là dễ nhớ mọi người. Và những câu thơ chợt quay gót khi em nhìn thấy mưa đang dần tan biến. Và những câu thơ chợt quay gót khi em nhìn thấy mưa đang dần tan biến. Hay quá. Giữ cho nhau khoảng trời xanh trong mùa mưa ấy lẽ ra phải vui những đợt buồn. Có khi hai đứa đang nhớ về cái hôm đầu tiên. Vì tình cờ nhìn mưa làm nỗi đau buồn đớn. Mưa ấy trôi qua. Đẹp phát đâu. Đẹp phát đâu. Giữ cho nhau khoảng trời xanh trong mùa mưa ấy lẽ ra phải vui nhưng đượm buồn các bạn. Trời ơi hay quá. Ok, rồi đến với bài tiếp theo nhé. Nếu mà đến những cái bài hát nào mà mình đã reaction trước đó rồi thì mình sẽ xin phép là mình sẽ nghe một lần thôi, mình không nghe lại lần thứ hai để mình có chúng ta có thêm nhiều những cái thời gian là cùng cảm nhận được những bài hát mới hơn trong cái album của Vũ, của anh Vũ, album Bảo Tàng Của Nuối Tiếc với mọi người, để mình có thêm những cái góc nhìn khác hơn. Tại vì nếu mà các bạn muốn xem những cái reaction chi tiết hơn, các bạn có thể đánh cái tên bài hát và đánh chữ HPS reaction đó, thì mình sẽ hiện ra cái clip đó và các bạn sẽ xem chi tiết mình đã reaction bài hát đó rồi ha. Ok, thử bài hát thứ ba đi. Bài hát thứ hai, bài hát gì đây mọi người? Vũ và Mỹ Anh. Oh, collab, bài hát collab đầu tiên. Ngoài trời trong vấn vườn. Vậy harmony đỉnh vậy. Có những lúc yêu thương ở lại, nhìn mãi mà không thấy ai quay về, để đến khi mình quên đi liệu rằng mùa đông có đang tình cờ là giấc mộng cuối. Điều làm anh nhớ thương là một mùa đông tuyệt nhất khi yêu người. Đợi chờ cũng sẽ qua. Điều làm anh xót xa là ngày mà anh cũng vẫn khi yêu nụ cười. Đi ăn, yeah. Sống mũi của anh Vũ cao nhất. Hình này đã gọi. Trời môi vẫn còn đây. Sắc luôn. Cái âm thanh nó chạy tai này qua tai này các bạn. Wow, ngồi chờ trong bốn vương fit với Mỹ Anh à. Đấy, khi mà có một nghệ sĩ nữ collab vào là bắt đầu là cái nhạc của anh Vũ sẽ đánh khác đi các bạn thấy không? Cũng là ballad, cũng là pop nhưng mà cái cách đánh của nhịp trống nó sẽ nảy hơn, đánh nó sẽ sung hơn và cái beat các bạn nghe nó sẽ kiểu là nó sẽ có cái nhịp và nó có cái độ tương nhất định ở trong đó. Đúng là ngồi chờ trong bốn vườn này là thực sự là cái giọng hát của Mỹ Anh á, đó là sự rất là phù hợp với cái ca khúc như này tại vì nó cần cái độ feel các bạn. Có nghĩa là cái chủ đích của anh Vũ khi mà viết cái lyric bài hát này là mình nghĩ mình đoán là anh Vũ đã chủ đích là viết những cái lời hát để cho Mỹ Anh có thể feel cái quãng giọng. Chúng ta có thể để ý là đó thì những cái sở trường của Mỹ Anh đó chính là những cái câu feel đó, luyến lấy thì thật sự là mình có thể đoán là Vũ đã chủ động viết những cái lời hát có số từ nó ngắn là như thế này, ngắn thôi để tạo một cái không gian, tạo một cái khoảng để cho Mỹ Anh có thể feel và ngân nga bằng những cái quãng giọng cao và rất là nội lực của mình các bạn. Thật sự rất là hay và những cái câu bè để dưới phần vocal chính đó, nó nghe nó rất là vang và nghe nó rất là nổi da gà mọi người đó. Thì mình lấy là cái bài hát nhà Vũ để viết những cái lời lyric nó chữ nó ngắn hơn so với hai bài hát đầu tiên. Chứ nếu mà các bạn để hai bài hát đầu tiên những gì những cái lời bài hát nó sẽ khó, nó sẽ khá là nhiều chữ ở trong đó. Có khi nào hai đứa mình nó 6 chữ, còn trong bài hát này thì đâu đó trung bình thì một lời bài hát thì đâu đó chỉ khoảng 4 chữ rồi, có những cái câu 3 chữ đó. Cách hát thì nó cũng sẽ nhanh hơn và cái cách luyến lấy cái cách flow của Vũ nó sẽ có chút gì đó, nó sẽ kiểu là nó sẽ gọi là mạnh mẽ hơn một chút xíu so với hai cái bài hát đầu tiên. Cái đoạn đầu các bạn nghe tiếng bè nghe như là festival đấy mọi người. Có những lúc yêu thương ở lại, hát sẽ nhanh hơn chút mãi mà không thấy ai quay về để đến khi mình quên đi. Liệu rằng mùa đông có đang tình cờ là giấc mộng cuối cùng, vì nếu như anh còn ngồi chờ trong vỡ thương, điều làm anh nhớ thương là một mùa đông tuyệt nhất khi yêu người. Đợi chờ cũng sẽ qua, điều làm anh xót xa là ngày mà anh cũng vỡ khi yêu nụ cười. Đúng là những cái câu hát của anh Vũ thì đa phần nó sẽ khá là nhiều chữ ở trong đó các bạn. Đến cái verse của anh Vũ thì nó vẫn là nhiều chữ, nào đó khoảng 5-6 chữ trong một cái lyric, trong một cái lời. Còn tới đoạn của Mỹ Anh đó thì Vũ này chủ động viết ngắn hơn để có thể tạo một cái không gian, tạo cái khoảng không cho Mỹ Anh, cái feel như hồi nãy mình đã nói. Có các bạn nghe feel nè. Đó, thế phải không? Oh, yes. Trên môi vẫn còn đây các bạn, đó các bạn thấy không? Mà hình như mình cảm thấy cái bài số 3 này thì nó sẽ ngắn hơn so với hai bài đầu tiên, kiểu là nó interlude. Bài này mình diễn lại vậy chắc là hay, chắc rất là hay luôn. Là ngày mà anh cũng vỡ khi yêu nụ cười. Hay quá mọi người ơi. Cái câu cuối khi yêu nụ cười của Mỹ Anh ấy, các bạn có để ý cái hiệu ứng nó chạy từ tay này qua tay này. Ok, rồi bài bài thứ tư. Chắc là 10 bài đúng không ta? Rồi một cái album đó, đó khoảng 10 hay 11 bài gì đó. Bài thứ tư. Ok, dành hết sân thi để chờ nhau. Mình đã reaction MV này rồi các bạn, và rất là hay. Chúng ta cùng nghe lại nhé, let's go. Nếu em còn một giấc mộng đẹp, giống như là nói chuyện với nhau các bạn. Cho anh được gần em, suy tư thêm một chút. Anh nhìn em, anh chờ em. Hai hoàng tử tình ca của em. Người ta cuốn lấy nhau rồi, phải không? Phải không? Phải không? Nếu em còn đôi mắt đựng buồn, cho anh được chạm vào khung cửa đã cũ. Hà tối hay, nghe da dí cực kỳ các bạn. Anh em lời bài hát như chiếc lá rơi bên thềm ngày mùa đông, ngày con tim còn thương chờ mùa hoa tới, chờ từng nỗi ngây ngô tuổi trẻ, chờ những vòng tay, chờ những con đường, chờ những nụ hôn. Chúng ta dành hết xuân thì để say mê đôi bờ mi, chờ mùa mưa tới, chờ từng giấc chiêm bao ngày hè, chờ những lời ru, chờ những giai điệu, chờ những vầng trăng. Chúng ta dành hết xuân thì để làm gì mọi người? Để chờ nhau. Để cái MV mà được quay ở trên cái ngôi nhà rất là sang trọng ở Đà Lạt. Đôi mắt đượm buồn, đôi mắt đượm buồn, cho anh được chạm vào khung cửa đã cũ. Anh bên em, hay quá mọi người. Anh nghe lời bài hát như chiếc lá rơi bên thềm ngày mùa đông, ngày con tim con thương. Chờ mùa hoa tới, chờ từng nỗi ngây ngô tuổi trẻ, chờ những vòng tay, chờ những con đường, chờ những nụ hôn. Chúng ta dành hết xuân thì để say mê đôi bờ mi, chờ mùa mưa tới, chờ từng giấc chiêm bao ngày hè, chờ những lời ru, chờ những giai điệu, chờ những vầng trăng. Chúng ta dành hết xuân để chờ nhau. Cái này là cảnh hai bạn diễn ôm nhau các bạn nhớ là vậy. Được không? Để chơi nhau. Hay quá các bạn ơi. Sau khi mình nghe xong bài hát này á, thì mình đã công nhận rằng là Vũ chính là truyền nhân của anh Hà Anh Tuấn bạn. Hai hoàng tử tình ca coi như là đình đám nhất và là nổi tiếng nhất của Vpop hiện nay, thì Vũ là người hát tình ca thế hệ mới, còn anh Hà Anh Tuấn là người hát tình ca gọi là lâu năm, người hát tình ca dày dặn kinh nghiệm của Vpop, và cũng là người hát tình ca mang phiên bản thế hệ mới của mình. Ok, mình sẽ đi qua bài hát tiếp theo nhé. Let's go. Để hết xuân thì đấy kèm nhau. Hay quá mọi người ơi. Là phân nửa album rồi các bạn.